Chào các bác nhé. Hôm nay em giới thiệu bác một con máy lọc không khí, con này của Saab. Con này là dòng đời cao của nó, cao nghĩa là dòng cao cấp đấy. Nó là mã số của nó là KI bác nhé, GS50. Con này công suất nó là 64W. Đấy. Thì em đang cho nó chạy trong phòng ngủ. Phòng khách thì xài 20 đến 25 mét là ok, 30 mét cũng được. Đấy. Mình xài như vậy ấy, thì là nó sẽ ok hơn. Cái xài phòng nó lớn hơn quá thì nó cũng chạy bình thường thôi, nhưng mà nó sẽ không có hiệu quả cao. Phổi con này thì nó là như mới các bác nhá, câu phổi nó là như mới luôn, gần như là chưa sử dụng luôn, rất là mới. Đây, đấy, bánh xe nước đang chạy, bánh xe nó mới cứng cựa luôn bác nhá. Con này nó có ion 25.000, nó để đây này, trong đây nhá. Cậy đây được, nói chung là phần yêu nó để đây này, yêu 25.000 nữa. Bánh xe đang chạy nhé, em dùng tính năng bù ẩm. Phần này nó mẫu của nó thì khá là đẹp, mẫu nó thẳng đứng luôn, mẫu đời đời cao. Đây một cái miếng phổi khá là tính nhá, phổi như mới luôn rồi. Không phải suy nghĩ về chất máy của con này nhá, không phải suy nghĩ về chất máy của nó. Đây, cho bác coi cái bánh nước của nó này. Đấy. Mới lắm. Nói chung là nó còn rất là mới nhá. Mới là mới. Có bánh xe các bác nhá. Con này có bánh xe, có khóa bánh xe. À, con này có một cái lỗi này mà em cũng không biết nó như thế nào cả. Nguyên bản của nó hay là nó bị như vậy. Đấy. Trên này là mặt điều khiển của nó các bác nhé, đây là dùng chức năng bù ẩm này. Đấy. Đây là tắt máy này, đây là bắn ion này. Khi mà muốn dùng để sử dụng nhiều một lúc ấy, còn cái này lọc nhanh này. Đấy. Còn đây là tức độ quạt của nó này, còn màn hình của nó thì em bấm vào cái số đây nhá, nó hiển thị trên đây 79% này, 30 độ C này, chạy nhanh 13 phút thì gì đó dành, nhưng mà đây này, khi em tắt máy nhá, em sẽ bật máy lên cho các bác nhá. Đấy. Bật máy lên cho các bác này. Ok, mới đầu các bác sẽ nhìn thấy được hết những cái đèn này, nước này, ion này, đấy, nhưng mà nó mất ngay tức khắc luôn, đấy, nó không có giữ lại lâu nữa. Đấy, tình trạng của nó là như vậy. Rồi, con máy thì nó rất là đẹp nhá, giá của nó là 3,5 triệu các bác nhá, điện 100V. Thì mình vẫn sử dụng lọc bình thường, đấy. Mình chỉnh tay chứ thì vẫn bình thường, chỉ có màn hình nó không có lên kỳ đó thôi. Tăng tốc lên từ từ. Ok, bác dùng cho vòng 20-30 mét vuông là nó tuyệt vời. Xin chào các bác nhé, giá nó là 3,5 triệu nhé. Máy thì nó phổ phiếc của nó là như mới đấy. Đấy. Cái mẫu này là mẫu đời cao của nó đấy. Thấy chưa? Khi mà mình lọc tăng tốc mà nó chạy từ từ mới chạy lên nhá, nó không có làm đột ngột. Còn cao cấp thì nó hay có tính năng này. Ok nhá.